Các chào các cô, các bác, các chú ạ. Con là Minh Huệ, bên cạnh con đây là bác Thiệp ạ. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Em và Huệ hôm nay sẽ đồng hành cùng tất cả mọi người giới thiệu những sản phẩm của xe máy Hoàng Kiên. Có những sản phẩm mới về rất là hot hit như những chiếc Win 100, đầu máy 100 luôn. Đấy, những anh em nào mà sưu tầm Win, sáng có thể chưa hoàn thành được cái chiếc Win hoặc là hôm qua có chiếc Win đỏ chưa được thì hôm nay anh em chú ý chiếc Win này, đầu máy 100 nhá. Vâng ạ, bên rồi. Cạnh đây cũng là những một gym thái, hàng gym thái, hàng zin, hàng đẹp anh em nhé, hàng zin đẹp, cái đôi da máy ấn tượng lắm. Đầu máy 824 rất là lý tưởng cho một chiếc gym thái đẹp. Vâng ạ, lên đây tiếp tục cháu sẽ phục vụ cho các bác một em gym thái này. 50cc, hàng gym thái cho học sinh, sinh viên đi học. Đấy, những cháu có nhu cầu xe gym để đi học thì cân đối chiếc gym 50 giúp em. Vâng ạ, và một em click dành cho các cô, vâng, các mẹ này, dáng nhỏ nhỏ xinh đúng xinh rồi. Ạ. Ok, vâng, màu trắng rất là đẹp. Và một siêu phẩm lết thái, hàng lết thái máy zin, đầu máy 009. Đấy, không quên giới thiệu là bên cạnh vẫn có giám đốc Hoàng Kiên sẽ cùng đồng hành cùng hai bác cháu trong việc chào nhau nhá. Đấy, mua xe và tư vấn thêm cho anh em. Đưa đồ, đưa mua xe ở ngoài đấy, qua đến mua thì mình đến bán thì mình mua. Ok. Vâng. Vâng ạ. Tiếp theo. Một em S21 màu xanh nhìn cho các bác nhá. Màu cũng khá là độc và lạ đấy. Rồi, rất đẹp luôn. Vâng. Phía xa trên này. Đấy, cháu nghĩ là một màu là độc ấy chứ ạ. Một em Janos không biết màu rồi. Hương, chính xác là màu hương. Lúc à, mùa sếp cũng đã hương. Có những cái nheo mắt, nheo mắt nhất định. Em cũng ghi nhận cái chiếc Janos này. Thật sự là nó có cái màu gọi là độc, là bản limited. Nhưng mà để mà nói đến sự thịnh màu hành thì cũng long. Có khả năng là anh em chưa thật sự đam mê, đúng không ạ? Nên là vẫn còn xe chạy vạn pháo xuẩn. Em rất nhớ chi tiết chiếc Janos này. Cũng gọi là em này là cô gái cành kiêu. Đúng rồi. Đấy các bác ạ. Đây, bên cạnh đây là một em SH150 cho các bác nhá. Rồi, bản xe 125, sorry, xe 125 đời 2016, khóa smart cây, lốp vẫn còn zin, xe rất là đẹp. Đấy. Và còn là biển cũng phố Ba Đình luôn nha. Đúng các rồi. Bác. Một Sirius bản RC vành đúc khoanh đĩa, biển Hà Nội đấy ạ, bản kỷ niệm 20 năm, màu bạc sần. Hàng rất là cũng là nhiều thanh niên đang sưu tập. Một Way Alpha. Giá 10 triệu, yêu thương vô cùng. Rồi, phía xa kia 110, quay 110 cho các bác này. Bên xa ngoài này đây ạ, là cháu có những em filter cho bác nhá, cho các bác đây ạ, và em cúp, một em cúp 50cc nha các bác. Rồi, biển giá 2020 cúp này giá yêu thương nha. Lắm, một chiếc lít 110. Đấy, hàng cũng đâu đó hơn 8 đồng thôi, rất phù hợp cho các chị em chọn dòng xe hợp lý đi lại đi làm ăn. Vâng ạ. Một em Vespa 33VIE. Rồi. Gọi là màu đỏ rực rỡ. Thích người vẫn lên sóng đều phục vụ các chị em có nhu cầu chọn xe đẹp. Những chiếc Future 1 và Future béo ở phía xa đều có để đồng hành cùng trong buổi live chiều hôm nay. Tất cả các anh em chú ý đón xem. Rồi, mời anh em vào một phút giao lưu với một khách hàng từ bên Bắc Giang. Vâng. Alo, chào anh em nhá. Em anh đến từ Bắc Giang Lục Nam, Lục Ngạn đấy. Em anh đứng dậy, anh chào các anh này, đứng hiên ngang nào. Anh có thể chào anh em trên này nhé. Chào tất cả mấy anh em trên này xe máy Hoàng Kiên nhá. Vâng, anh tên gì anh? Mình tên là Lâm ở Lục Nam. Vâng, anh bác là vùng sâu vùng xa đây thì mua em con Win nhỉ. Đây, cần vùng sâu vùng xa. Đấy không, không, câu chuyện này nói là vùng sâu vùng xa, Lục Nam cũng là ngay đây. Xa đấy. À xa. Đây là thấy đến đây là hơn trăm ấy. Hơn trăm à? Đi, anh đi từ sáng à? Đâu vừa chưa, lúc 12 rưỡi đi chưa, ngồi xe đây lúc vừa thả đây xong thế là lấy em con Win đấy, là thấy bảo là điện thoại marketing bảo con này chưa lên line đâu đúng không, anh đấy. Có cọc cái cọc chính xác đấy, đã lên line đâu, thấy bảo đổi mà rồi, okay. Đổi xe Win gem mà không, anh từ lúc rất là tin tưởng và anh đã cọc đến anh đã xem xe và anh làm giấy tờ xong rồi đấy, xem xe làm giấy tờ đang đợi người nhà đến để lấy không, có nhiều vải không, bây giờ đang cắt thằng củi hết rồi. Phải vừa rồi kiếm được các đồng củi sao? Đổi rồi là thu hoạch đàn đấy. Thu hoạch đàn hết. Tiếp quá nhỉ. Càng càng. Vải, vải nó quá là tuyệt vời rồi. Bọn em còn mơ ước được ăn những trái vải của quê anh này. Vải đến mùa rẻ lắm. Vẫn cứ Thanh Hà cứ thôi. Chứ Thanh Hà. Chưa chắc. Rẻ ai? Rẻ. Giờ đa số nó hoài giờ mình đàn thôi. Bỏ vào. Bạch đàn hơn cả vải em ạ. Đấy thực tế là bà con nông dân, các lãnh đạo họ là trên cố gắng lo toàn cho bà con nông dân, được mùa mất giá, đúng được giá mất mùa đấy, đời nó ác đấy, đời nó cũng như là mơ như này là cứ này là đỡ mất mùa đấy nhỉ, đấy
Đấy sáng cái chiều ngặt em kia là đấy, đúng rồi. Trừ cũng khó đấy, cũng bị trừ đấy ạ, nhưng mà trừ có, nhưng mà chỉ trừ công anh em cán bộ của nhân viên thôi. Nói chung là mình theo thầy thế này thì nó buôn này nó lúc đợt cũng nên hả? Nói chung là cũng nứt vỡ bình thường mà, năm 2012 tí là mình phạt phạt chính chủ. Nghị định 71, chính thức là nghị định 71, tí nữa Hoàng Kiên bỏ nghề. Tí nữa thì bỏ nghề, chán lắm. Bởi vì mua đầy ốc mà mấy sàn nhà xe của năm 2012 anh biết không? Một phát không ai khách luôn. Thế là cứ ngồi chờ tàu không ai hỏi, rất căng. Thế nhưng mà thôi, cuộc sống thì luôn luôn nó là phải kinh doanh. Đúng rồi. Chắc là anh cái giấy các thứ đang chờ ông. Xong rồi đây, giấy xong hết rồi rồi. Ông đến tận đường không biết đường về đúng không? Ở đâu nó làm ở dưới ba tràn nó lái xe đấy, nên lối anh cũng không quen được à, không đi được mà mình chịu dạ, nếu không ấy thì rồi. Thằng cậu nó gửi xe ấy được gọi xe xe khách mình ấy chờ rồi bác rồi chứ mình đi chơi này chính rồi. Chơi là chính. Ok, cảm ơn anh nhé. Anh em nào đấy phải qua đây xem trên này suốt ấy, mở lên cứ cọc thôi chứ có cần xem đâu, có cần xem xe đâu đâu được cái là bắt lên là xem. Nếu nếu có thì phải thì cho nó cúng vải nha. Đấy gọi là cái mà mua đúng thì vải nha, đơn giản cứ làm tốn bớt 500 một cân giải quyết vải. Okay. Chính chủ mà không thuốc sâu ấy đấy, đấy nhà thuốc sâu đấy như anh ơi, cho thể chào anh em thế này. Chào mấy anh em nhá. Vâng vâng. Để cho tiếp tục nhường sân cho anh. Đây đây đây. Một chiếc xe Jim rất là đẹp, rất là mới nhá. Trước mình bán ra 97 triệu, bây giờ nó đã được giảm giá. Anh okay. Em đã được giảm giá anh em nhá, lưu ý cho em. Còn về chất lượng anh em có thể cùng đồng hành cùng với sản phẩm Jim Thái. Đầu máy 824. Hàng là máy Jim, sơn Jim. Đấy, mời anh em cùng đón xem. Vâng, các bác cháu sẽ đi đấy. Chi tiết từng con một. Đôi ra máy nhá. Chiếc ra máy này anh em có thể đấy, bác Vũ Kiều, giáo sư Vũ Kiều có đến và thẩm đôi ra máy này phải vào cái xe hơn trăm thì nó xứng đáng. Thật sự đôi ra máy cái đầu bò ấn tượng vô cùng các anh em. Đây, hàng. Quay chi tiết cái đầu bò để giúp tất cả các anh em có mặt trên live có thể được xem một cách cẩn thận. Hàng zin 824, gioăng xanh chuẩn nét anh em nhá. Càng zin, Meyer, vành, kể cả là nan đều còn vàng ươm. Đây, vành là Sam Go CS, anh em lưu ý cho em, chuẩn Thái luôn, chuẩn Thái Lan hết rồi, rất là ok. Đây, Sam Go CS, anh em nhìn à, chân nan, ốc vàng ươm, rất là đẹp càng này. Đầu ốc, đây, cả hai bên đây. Nắp khóa càng nhưng có lót cao su, chống gì. Đây. Hàng sơn zin, yếm của Thái. Anh em có thể thấy đôi da máy, vẫn là cái đôi da máy này, đúng không? Anh em nhìn, rất là đẹp lườn. Để chân vẫn còn, hộp xích nguyên bản, không có càng. Vành sau cũng Sam Go CS hết anh em nhé, chuẩn Sam Go CS hết, cùng series luôn. Chân nàn vàng ươm, lườn lóc ok. Biển 29D2. Biển em nói là 29D2 45844 cho các bác nhá. Gương vẫn còn zin theo xe. Đấy, anh em nhìn cho em, gương vẫn còn zin. Lúc bác ấy đến tháo, bán là tháo gương, nên là em mới vừa mới nắp gá lên đây thôi, chưa lắp chặt được. Đấy, hàng này, kim đỏ chót luôn. Rồi cùng đón xem cái yên này, anh em nhìn cái yên, da yên vẫn còn nguyên bản, nắp bình xăng, yên sắt anh em nhé, đời 2002 yên sắt, nắp bình xăng, sơn chống gì, chứ còn chưa có mối mọt gì cả, tai lườn đều nguyên bản, ok, bọc chuẩn, hộp túi bọc đồ bằng màu đen, đấy anh em nhé, Jim Việt Nam, Jim Thái mà chuẩn nét luôn, đấy, rồi hàng Jim Thái, đầu máy là 824, máy Jim, sơn Jim. Anh em có thể kiểm tra tất cả các nan đồ ra máy rất là đẹp. Trước là sếp mua của anh Thanh Đường Láng, chính xác là 90, bán 97. Đấy không giấu anh em, có cách đây một thời gian. Hiện tại giai đoạn này bên em đang chào bán ra cho anh em mình là 80 triệu một chiếc Jim Thái. Anh em thấy rất là hợp lý với giá tiền 80 triệu cho một Jim Thái đầu máy 824, hàng máy Jim. Anh em nhìn tất cả các tay nắm này vẫn là của xe đây anh em. Tay nắm này vẫn là của xe. Đây, đều gương này. Chân gương thành hàng đẹp lắm. Rất là đẹp luôn, này các phím này, nó vuông và nó nét, nó sắc nét, phím. Những em này phải dành cho các bác nào thật rồi. Sự đam mê đấy ạ. Các bác có thể xem chi tiết giúp cháu nhá. Rồi. Các bác ưa thích, các bác có thể nhắn tin cho fanpage. Anh Nguyễn Ngọc Quân, chào anh và mọi người. Theo anh thì SH29 đen nhám đẹp hơn hay đen bóng đẹp hơn? Thực ra là đen bóng nhám nó sẽ đắt hơn, còn đẹp thì do mắt mỗi người. Đấy, cá nhân tùy gu mỗi người các bác ạ. Thì đen nhám đẹp hơn nhưng anh em phải giữ và vệ sinh được cái lớp đen nhám cho nó ok, chứ nếu nhiều khi là để nó bẩn nó sẽ bám bụi thì nhìn lại đẹp lại thành xấu đúng không ạ.
về chủ đề gym Thái. Đấy, anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ chốt sớm cho em chiếc gym Thái này nhá. Hàng đẹp, rất là đẹp luôn. Rồi, anh Phung Tân, xe đẹp mất biển 4 số. Đúng rồi anh ạ, nhưng mà thôi, nó là cái quá trình gọi là hợp pháp lý, hợp pháp tính pháp lý hóa để sang tên. Tức là xe nó gọi là đã quá trình sang tên nó ok hết tất cả cho mình rồi, thì mình có sang tên lại hay là vấn đề đổi chủ các thứ là hoạt động bình thường. Đấy, được cái hay như thế anh nhá. Dạ, vâng. Có chú Vũ Tuấn có hỏi là nhà mình có xe số là tầm 10 triệu không ạ? Có chứ ạ, hàng quê em còn rất nhiều. Có cả những chiếc Jim Lun hay là những chiếc Silius, đấy, Jupiter. Đấy, những cái tầm khung phân khúc đấy là nhà mình có thể lựa chọn được tầm dưới 10 triệu xe số rồi. Rồi. Chú Tùng Dương có hỏi 70 triệu vào việc được không ạ? Có một đường line, nếu anh em cần em sẽ cập nhật đường line gần nhất để anh em thấy là em mua lúc đấy, thời điểm đấy bán ra 97, bây giờ giao lưu lại cho anh em có 80, rất là hợp lý rồi. Đây là cái giá dành cho một chiếc gym Thái hàng tàu đầu máy 824 anh em nhé, rất là đẹp, hàng nguyên bản hết, anh em nhìn từ chi tiết pha thì trong veo đẹp, ốc đèn tất cả đẹp lắm anh em ạ. Đấy, anh Hoa Hậu 82 đi buổi sáng em có like rồi anh nhá, bây giờ thì chắc để cho anh em mình xem một số những cái dòng xe. Vâng. Đây có một chiếc Win, hàng Win 100. Thấy là có vài bác hỏi Win đây ạ. Đúng rồi. Đầu máy 100 nhá, 1996 1997. Đấy, hàng Win đầu máy 100 theo bát rồi. Đấy. Có dọn dẹp cũng là sự dọn dẹp rồi. Anh em có thể xem qua cái càng, máy ơ và hai bên da máy có sự lướt. Đấy. Còn lại đồ của xe cũng vẫn có những cái còn nhất định anh em nhá. Nan này vẫn còn sáng, đô đuôi thì có ố một chút. Đấy. Đè vẫn ok, bình cốp được, có tỉa rồi các anh em. Đầu bò thì đẹp, đấy, cái đầu bò đẹp, nhưng ra máy là đã bắn lại, những cái nó còn và những cái nó không còn em phải tạo kỹ. Thì ra yên này là vẫn còn này, ra yên này yên vẫn còn này anh em. Win này rất nhiều các anh em hỏi yên đúng không? Đây, thụt sau này, dè sau này. Vẫn được, nhìn vẫn được đúng không? Đấy. Rồi, biển 29F2 9831, hàng Win 100. Bác Thiệp có thể nổ máy cho các bác ở trên rồi, này được không? Rồi, ông quay tiếp một vòng. 1997. Rồi, nhìn các cái vẫn còn này anh em, ghi đồng ốc. Rồi. Mặt đồng hồ gầu được cái cả hai gầu trước. Ở mỗi bên gầu nó có một cái bị lỗi thôi, lỗi xi nhan thôi chứ còn gầu gáo vẫn ok. Đấy. Rồi, em nổ máy này anh em cùng nghe tiếng máy nhá. Một chiếc xe cũng gọi là mang nhiều kỷ niệm với cả các bác hồi 8X đúng không ạ? Chiên. Đây, cái này là phải có chuyên. Nhiều sự trợ giúp rồi ạ. Rồi, đúng người, đúng thời điểm. Win 100. Giá bán là 15.800.000. Đấy, đời 1997. Gia Yên này vẫn còn nguyên, máy vẫn đang nổ đây ạ. Đấy, máy đang nổ, anh em vẫn đang nghe. Những dòng xe này cho thấy là phù hợp nhất là với các nhìn bác vẫn còn ở trên đối. Vùng cao này, Hà đúng Giang không? Này, Tuyên Quang, các bác cái đuôi rất là ưa chuộng. Rồi cái dòng Win này bên em về và cũng là bán rất là đều, được khách hàng tin dùng và sử dụng cũng rất là đều đặn, nên là cũng có về chiếc nào là anh em cũng có hỏi mua chiếc đấy. Thì hôm nay chiếc này em vừa mới về trưa hôm nay thôi. Ưu điểm của chiếc này là được cái đầu máy cao. Bình thường là chỉ có những chiếc 93, 94 đầu máy 200 mấy thôi. Đây đầu máy 100 là đầu máy cao rồi. Đấy, biển 4 số đúng đời đúng biển. À, xe nó cũng có cái nét còn nguyên bản nhất định. Tất nhiên là trên tinh thần là đôi càng, đôi da máy có sự dọn dẹp tỉa tót. Đấy. Nhưng mà được cái nó cũng vừa với tầm tiền kinh tế. Về 15.800.000. Anh em nào có nhu cầu thì chốt lấy chiếc gym này giúp em nhé. Để đi lại này. Cháu thấy là nếu các bác nào đam mê thích những dòng xe Win này với giá vừa phải tiền, các bác cũng thể lựa chọn nha. Đây, Hoàng Kiên không thấy quay gầm máy bao giờ, chắc là vừa nãy quên thôi bác. Vâng, chiếc gym Thái là gầm máy lót nhựa, em khẳng định với anh em như thế, nên là em đã kiểm tra ngay từ đầu rồi. Còn cũng mới có qua chiếc gym, còn bình thường bên em sẽ hay lộn gầm xem đây các anh em ạ. Vẫn có đầy đủ quá trình lộn gầm để các bác xem ạ. Dạ, vâng. Đây. Rồi, anh Kerry Tuấn Ngô, Win. Anh ơi, con Win vừa rồi được đấy anh. Dạ vâng. Rất hợp lý đấy ạ, 15.800.000, đầu máy cao, xe ok. Rồi, tiếp theo chương trình là một mẫu cho các anh em mua cho các cháu học sinh đi học. Được cái đời cao, giá lại yêu thương. Đấy. Em nói đến báo giá luôn để anh em đoán xem. 7 triệu cho một chiếc đời 2020.
2020 giá có 7 triệu Việt Nam đồng, anh em thấy có hợp lý không? Càng này thì tất nhiên là xe 50cc của Trung Quốc mà. Đấy, thì nó vẫn là nguyên bản thôi rồi, chả thể thay thế cái gì hơn được nữa, mà nó còn nguyên, đồ vẫn là theo xe hết đấy các anh em. Đây này, có bọc lại cái yên này thôi, cháu đi nó rách cái yên, bọc lại cái yên thôi. 7 triệu. Vâng ạ. 2020 giá rất hợp lý nhỉ, quá hợp lý. Em đến từ đất học nha các bác, Nghệ An ạ. 37BA03246 cho các bác nhá. Các bác có thể mua về cho các bạn học sinh đi học đường này, hoặc là các bạn sinh viên nào các bạn chưa có bằng mà rồi. Cũng có thể là cháu, nhà cháu cũng có thể ship đến Nghệ An cho các bác nhá, hoặc là các bác đi ngay tại Hà Nội đều có thể được ạ. Cái là không cần bằng, nên là các cô lớn tuổi mà cần đi cái phân khúc chậm mà đi chợ có thể cũng cân đối dòng này không sao. Được, cái là chủ rất là cẩn thận các anh em nhá, từ lắp cái đôi bảo vệ lốc máy này, hay là lắp cái bảo vệ sinh nhan sau này. Đấy, anh em nào mà có điều kiện mua ngoài thì cũng thấy rồi đấy, đồ này lắp cho 82 xịn toàn 600k một bộ. Em cũng hay đặt để mua, một số anh em 82 xịn hay đặt để bảo vệ. Đấy, ba cái lắp rất là cẩn thận rồi. Có thêm cái giỏ nữa, nếu mà anh em có điều kiện thì lắp thêm vào. Đấy là cho các cháu đi đúng rất là tiện. Đúng chất xưa các bác ạ. Xe máy điện đúng không? Xe điện bây giờ các anh em mua cũng phải 4-5 triệu. Mà chạy thì 2 năm thay một bình hơn 2 triệu. Có đáng hay không thì mình cũng nên cân đối. Còn xe xăng thì nó dòng này nó không có tốn xăng. Hơn một chút nữa lấy hẳn xe xăng đi, vừa an toàn vừa tiết kiệm. Mà nó chắc chắn hơn hẳn xe điện là rõ ràng. An toàn. Vâng ạ. Nếu các bác nào có thể trải nghiệm cả xe điện, xe xăng thì các bác cũng có thể chia sẻ comment lên cho các bác, cho mọi người. Xe điện mà trong ngõ ra ngoài đường cái phải tít còi, cố gắng an toàn, không có tiếng nổ, không tiếng nổ đôi khi người ta đi đằng bên ngõ kia không nhìn, không nghe thấy, đúng không ạ? Nên những cái dòng xe có phát ra tiếng nổ nó có cái hay nhất định, nhưng mà thôi nếu có bóp được còi là ok. Với cả cái phân khối của nó cũng khá là bé, nên là các ông các bà lớn tuổi đi cũng rất là an toàn này. Các bạn học sinh đi sẽ không bị rồ ga lên, khiến nếu mà bị rồ ga thì cũng khiến các em dễ bị tai nạn giữa đường ấy ạ. 50cc mà, ưu điểm là nó thế, cái ga nó ổn định, mình có rồ nó không bị giật xe, nó rung, nó lao xe đi ngay. Nó an toàn là ở cái điểm đấy, nên là cái cho các cháu không cần bằng, hoặc các bác lớn tuổi đi trong phố, trong nhà ngõ là ok. Chốt là 7 triệu một chiếc 2020, rất là hợp lý. Đây, tiếp tục cháu lên cho các bác một em Janus. Đây. Đây, đúng ra là các mẹ các chị rất là thích đi dòng này ạ. Giá tiền vừa phải, không quá cao như là Vision, nhưng nó cũng có một độ an toàn ổn định nào đấy. Anh Phạm Quốc Tuấn, Vario có không em? Anh ơi em có Vario anh Tuấn nhá. Vario 2023 150 160 ABS anh ạ. Đấy. Giá có hơn 46 triệu thôi, anh có thể liên hệ để chốt được cái giá yêu thương nhất đấy ạ. Hơn 46 triệu cho một chiếc Vario ABS 160 anh Tuấn nhá. Rồi. Một Janus biển đẹp, ông quay lại cho cháu cái biển rất là đẹp. 1368, đây là một trong những cái biển mà rất nhiều anh em săn lùng. 413 gọi là bốn mùa nhất phát lộc đúng không? Tài phát lộc. Vâng. 29i3 rất là ok, biển đưa. Đấy. Màu đỏ đẹp. Cho các chị em là chính xác nhất. Màu đỏ phù hợp cho các bác nào, các mẹ nào này, mệnh hỏa, mệnh thổ ạ. Đi các bác nào mà hơi liên quan về tâm linh một chút. Thì cũng có thể lựa chọn màu đúng mệnh mình nha. Mình sẽ có cảm giác là an toàn hơn thôi ạ. Nếu mà bác nào mà không duy tâm thì 2017 cả. Giá mới 18 triệu thôi. Giấc này em bán ra hợp lý để cho anh em nào có nhu cầu. Một chiếc 2017 giá còn 18 triệu, biển Hà Nội mà lại biển đẹp các chị ạ. Đấy. Màu thì anh em chị em nhìn thấy được không ạ? Đây, còn đồ nhũ đây. Nó vẫn là zin, hàng vẫn là zin đây anh em. Đồ nhũ nguyên bản. Sơn đây, sơn zin cái đỏ mận này nó rất là đẹp. Các chị đi chơi cái dòng Janus này nó cũng có cái hay nhất định, vì nó máy 125, máy lại máy đời mới, biển lại biển Hà Nội. Mà cái phân khúc của tầm tiền dưới 20 thì em tiếp rất nhiều các chị em đến mua xe. Phần đa các chị em cũng đều có nhu cầu chọn Vision đời cao, nhưng thật sự với Vision đời cao các chị em phải lấy trên 20, thậm chí trên 30. Thì em tư vấn có thể chuyển sang Janus với cái phân khúc giá tầm khoảng 15-20 triệu. Các chị em cân đối cái mẫu Janus 2017 này xem sao. Rất hợp lý, 18 triệu mà đời 2017, mà biển Hà Nội, biển đẹp. Xe là sơn zin rồi, rất là tiện, dọn dẹp xong hết rồi, các chị em đổ xăng và đi thôi. Các bác nam cũng có thể lựa chọn mua cho vợ hoặc là đi cũng được, gái mình nha. Các bác sử dụng cũng không vấn đề gì đúng không các bác nam? Vì máy nó 125, máy khỏe đấy ạ. Máy này là máy 125, máy khỏe luôn. Màu đỏ này nó cũng nam tính ấy ạ. Rồi. Đây. Có chú Đinh Công Thắng muốn xem S1 xanh ở trên này. Vâng, rồi con này cháu sẽ lên đây cho bác okay. Nhá. Chú Quyết Chu hỏi là zin giật biển Hà Nội bao nhiêu tiền ạ? Zin giật ạ?
Anh có thể hỏi cụ thể, còn lúc nãy là em live gym Thái Zin đấy anh ạ. Chết các bác nhìn, gym Thái Zin, không phải gym giật bác nhá, đấy là gym Thái Zin. Em bán là 80 triệu một chiếc gym Thái đầu máy 824, rất là đẹp. Đấy, đồ đạc sáng quắc, vành nan chuẩn gym. Đấy, này, tất cả các bác có nhu cầu tìm hiểu gym Thái cân đối để chốt chiếc gym Thái đẹp đấy. Còn gym giật thì nhà em có gym Việt, gym Thái đời đầu giật thì có rất nhiều các cái mức giá nó không cụ thể trên từng chiếc một. Anh có thể để lại cái nhu cầu, hoặc anh xem được những chiếc nào buổi live trước anh có thể cho em xin lại cái biển để em báo giá hoặc là báo còn không ạ? Vâng, tiếp tục cháu lên cho các bác một em SH đời 2020 nha các bác, 125 nha các bác, màu đen bóng ạ. Đi được hơn 8.000 cây cho các bác nhá. Em này đến từ 29 Hà Nội cho các bác đăng ký được 2021 rồi, đăng ký 2021 rất là hợp lý thôi ạ. Giá để ra cho gia đình anh em lúc này là 66 triệu, đây là giá mới rồi. SH125 2021, sản xuất ở cuối 2020, đăng ký 2021. Oppo này vẫn là nguyên bản này anh em. Biển em nó là 29V3 52274 cho các bác nhá, cháu vẫn đang nổ máy xe đấy ạ. Tất cả các phím này anh em có thể xem, tay nắm này vẫn còn cùi còn nguyên, rất là đẹp. Đây, chú Cường con cũng muốn xem click trắng. Vâng, cháu sẽ lên từ chi tiết từng con cho các bác nhá. Đây, chú Trần Trần hỏi gì đây hả bác? Có một cốp cho các bác xem nha. Anh Trần Trần, sao bên mình không lên live xe có quay con 100cc nhỉ? Không có bán à? Hiện tại Way 100cc em đang có 2 chiếc anh nhá. Một chiếc biển 27 vành đúc, em bán là 11 triệu hơn. 11 triệu 500, một đời 2014, một chiếc là 2016 biển 99. Sáng nay em live mua là 12 xếp cộng 1.7 triệu. Đấy em nhắc lại hai chiếc Way 100 để anh cân đối. Rồi, vào trọng tâm chiếc SH 2020 lốp còn zin này, anh em xem cho em lốp còn zin. Lốp tuần thứ 46 2020. Đấy, đấy. Tuần thứ 46 2020. Càng sáng thế này mà anh em, ốc chụp còn zin đét thế này. Đây, vành này nguyên bản luôn. Lốp còn zin mà nên tuần ăn xăng có 2.4. Rất là ít, lốp còn zin và rất là dày nhá. Dày. Đấy đĩa này anh em, ốc chụp. Wow. Nhìn cái ốc chụp đẹp thế này. SH 66 triệu thôi cho một chiếc 2021. Càng zin. Đấy. Củ phanh nhìn nó rất là mộc mạc đúng không ạ? Đây, càng đẹp. Bản 125 màu đen CBS. Cả cái bưởng máy và giá lắp rất là đẹp anh em nhỉ. Cả xe duy nhất có cái tay sách lướt tỉa. Đấy em báo cáo luôn để anh em cùng nắm bắt qua. Vì xe nó đẹp. Có mỗi cái tay sách này thôi. Biển 29V3 52274 cho các bác ạ. 66 triệu nếu anh em có nhu cầu chọn mua SH giai đoạn này để chuẩn bị chơi Tết là rất hợp lý và giá cũng cực kỳ yêu thương. Biển Hà Nội rồi anh em nhá. Đấy, mua mới đâu đó 8 mấy thôi. Đấy bây giờ mua cũ thì xe chạy lốp vẫn còn zin, lời ra đâu đó 20 rồi, cũng là hợp lý quá đúng không ạ? 66 triệu, 125 CBS, đăng ký tháng 2 2021, sản xuất ở cuối 2020, lốp zin. Vâng ạ, mỗi buổi live nhà cháu sẽ cố gắng lên những mặt hàng... Rồi, lên SH1, sorry. Vâng, sorry. Rất nhiều các anh em từ nước ngoài. Vâng. Where are you from? Thế này à? Where are you from? Đây. Chinese people. Oh, Chinese. Trung Quốc. Trung Quốc ạ, các bạn đến từ Trung Quốc nha. Made in... China. New à? Ok. Xin chào. Ok. You can now say xin chào. Rồi. Giao lưu rất là thích. Ok. Rồi, livestream rất thích. Ok, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Ok, ok. Thank you. Ok. Vâng. Đây, cháu tiếp tục lên một em SH1 màu xanh. Rồi. Chào các bác nhá. Đời 2015. Đến từ 98. Đúng rồi. Bao nhiêu ạ? Đúng biển 98 không? Đúng rồi. Đúng rồi, biển 98. Em nhớ bác rồi. Thiệm nhớ chuẩn quá. Rồi. Vì có mua lại chiếc này nên là giá cũng gọi là yêu thương thôi chứ cũng không phải là hợp lý thôi, cũng không phải là yêu thương, chính xác. Rồi ok. Được cái là xe đẹp, quá trình mua lại đỡ khách đổi nên là cũng rất là hợp lý anh em. Đây ông có thể quay chi tiết cái mặt là nó đập ngay vào mặt khi anh em ngồi lên xe. Vâng. Là thấy được. Kim thì đỏ chót rồi. Phím thì nét căng rồi, đúng không ạ? Rồi. Tay nắm là con zin này. Đẹp thế thì làm sao mà không cố. Đấy, bên em bán ra mà, hàng zin nguyên bản. Rồi, ông bắt đầu đi một vòng từ càng từ vành, anh em có thể xem. Nó zin nên em báo là zin. Đấy anh em nhá. Lốp thì 2015 thay rồi. Rồi. Sơn đây, sơn zin luôn. Càng trước zin.
Sơn đây, Sơn Zin anh em nhá, Sơn Zin và Sần Zin. Đấy, báo cáo anh em đây. Đấy, vẫn là sơn nguyên bản, tay sách sơn lại rồi, da máy vẫn còn, vành sau vẫn chưa có sự xước sang nhiều. Vâng ạ, biển em nó là 89B275545 cho các bác nhá. Các bác nào đam mê này, hoặc là các mẹ các chị nào này. Đời 2015 mua là 31 triệu, cộng cho anh em mình 2,5 triệu thôi. Hồi trước này em cứ mạnh dạn cộng được cái đăng ký 2016. Wow, đăng ký 2016 đấy. 31 triệu cộng cho anh em mình 2,5 triệu, 33,5 triệu cho một chiếc SH1 2016 các anh em nhá. Nó là bản cuối cùng của khóa chìa, sau bản này nó sẽ ra khóa rửa mắt cây. Về kết cấu thì nó không có thay đổi gì so với khóa chìa, chỉ khác mỗi cái khóa thôi. Về thiết kế như là máy 125 hay là cân nặng tải trọng thì nó tất cả đều như nhau rất. Đấy, 118 cân. Về dòng xe nữ rất hợp lý. Cao nữa là chị em sẽ thấy nặng, như 137 là SH to, rất là nặng. Là đấy, nó sẽ hơi cao. Đúng so rồi, với lại cả cao nữa. Một vài các mẹ đấy ạ. Nặng tay lái đi lại vất vả nên nó thiết kế dòng này cũng rất là hợp lý. Nặng hơn lít đâu đó có 10 cân, Vision là 20 cân thôi. Rất là hợp lý cho một chiếc xe dành cho các chị em có gọi là hay gọi là điều kiện kinh tế một chút, vì dòng SH mà nó vẫn là một xe thương hiệu. Xe đẹp. Đấy, máy zin, sơn tay sách và Oppo tỉa lại, còn sơn về nhựa vẫn zin để phục vụ anh em. 33,5 triệu. Vâng ạ, các bác nào có nhu cầu có thể nhắn tin trực tiếp lên fanpage đang livestream các bác nhá. Chú Đức Nguyễn có hỏi là nhà mình có Super Dream không ạ? Có đấy ạ, em vẫn like rất nhiều mà, Super Dream. Vâng. Rồi, lên một chiếc lít. Rồi, đúng rồi. Sáng nay vừa like xong một chiếc Dream Thái. Đã có một chị đến ủng hộ đấy. Không phải lúc nào các anh, ông ơi, không phải lúc nào các anh cũng đam mê gym đâu, các chị vẫn đam mê như thường. Đấy. Sáng lên cái là chiều chị đến là rước em về gym ngay. Đây, tiếp tục cháu rồi. Lên cho các bác một dòng xe lít. Quốc dân. Lít ạ, màu dạ. Trắng, phù hợp cho các bác nào mệnh kim đây nha. Hoặc các chị nào có nhu cầu xe đi lại, thông dụng, để đồ, bỉm sữa, đúng không, cũng được. Để tất cả đồ đạc vào trong cốp sau, rất là tiện. 33 lít trên một cốp anh em nha, rất là rộng luôn. Rồi, là các bác được cả thế giới đi với mình luôn đấy ạ. Rất là nhiều nha các bác. Biển của em nó là 30L7-3908 cho các bác nhá. 2009 bản lít chuẩn nhá. Anh em dù các chị em cố gắng chú ý bên em bán là lít hoặc SCG giật lít. Em sẽ thông báo cụ thể. Đấy, có kỹ thuật được đào tạo để biết và nhận dạng được khi mua thì phải báo cáo chuẩn với các khách hàng, chứ không lại là lít với SCG lẫn lộn là lại dở hơn. Đấy, em cứ báo luôn. Có quay Thái không anh Hưng Lê? Hiện tại em đang không còn anh nhá, em cũng đặt quay Thái giá cao. SH21 giá xuống nữa được không em? Không được anh Quốc Tuấn ạ. Giá 2021 nó 66 là thật sự nó cũng là thiết lập cái giá mới. Anh nhìn kỹ cái đôi lốp với cả cái càng cái vành anh mới thấy được cái xe đi ít, rất là đi. Chiếc lít này 209 biển Hà Nội. Chốt bán ra cho anh em mình là 8,5 triệu. Bao dọn luôn, cũng không phải đầu tư gì nhiều, đúng không ạ? 8,5 triệu cho một chiếc lít. Có phun xăng điện tử. Tất cả các chị em nhớ cho em là hàng lít này có FI. Tức là gì? Là tiết kiệm xăng. Có phun xăng thì chỉ ăn đâu đó trên dưới 2 lít một tẹo. Không có phun xăng như click phải 2,5 đến 2,8 lít. Trở ra thậm chí trên 3 lít nếu đường có tắc hoặc gồ ghề đấy, anh em phải xác định. Nó lệch gần như được gần gấp rưỡi được rồi. Khoảng cách đi ít không sao, đi nhiều là nó ra vấn đề đấy ạ. Đấy, nên cân đối cho em, chọn những dòng đi nhiều thì nên chọn những dòng FI. Lít là điển hình, giá rẻ, rẻ hơn click kia nữa mà giá lại có 8,5 triệu. Thế là rẻ quá nhỉ. Click tí em bán giá cao hơn, khẳng định là cao hơn. Nhược điểm của click nó là hình thức, rất nhiều các chị em chê nó trông nó già, trông nó ninja, trông nó đấy. Gọi là sếp em trước có câu gọi là đấy, gồ ghề, gọi là nô tề, tức là nó mang tính chất là lộn thuộm khi đi lít. Đấy là một cái phê phán thôi, nhìn chung thôi, chứ không phải tất cả nha, em nhấn mạnh. Đấy. Về tính năng tiện lợi như là công dụng để cốp hay là về tiết kiệm xăng hay thay đồ rẻ, lít đứng đầu, không có cái nào hơn ở đâu ạ. Nhân viên nhà em vẫn có hai bạn đang đi xe lít. Vâng. Này luôn. Mình lên con click đi. Vâng ạ. Có chú Trần Hòa có hỏi là nhà mình còn Future 2020 đến 2023 không ạ? Biển tình được không anh? Em có một chiếc 2019 2020 màu đỏ đèn led. Sorry, có cả biển Hà Nội ạ. Hai chiếc. Biển từ Hà Nội là em bán là 18 triệu. Biển tỉnh là biển 19 em bán 18, biển Hà Nội em bán 20,5, đều là màu đỏ tất. Anh có thể cân đối nhưng mà nó là vành nan thôi, không có chiếc nào vành đúc. Future đèn led ạ. Vâng.
Chú Đương Nguyễn có hỏi là nhà mình có Super Dream Việt Nam đời 98-99-2000 không ạ? Em còn một chiếc biển 98 Super Dream Việt. Tí nữa em sẽ bảo ở Đức cho ra luôn cũng được. Em mới like chiếc đấy thôi. Cho chiếc Dream Việt máy Thái đuôi 49, đuôi biển 49 ấy. Vâng, giá máy Dream mà có hơn 20 triệu. Anh chú ý đoán xem nhé. Rồi, một chiếc Click ạ. Hàng Click. Chào các bác nha. Cũng rất... Đấy anh em ạ, không có FI, Click không có FI sẽ tốn xăng. Đấy là em nói luôn nhược điểm của nó. Nhưng mà kiểu dáng thì có vẻ nó thon gọn, nhỏ nhắn cho tất cả những... Nó mini nhon hơn các bác. Các chị em, nhiều chị em lại thích dòng này hơn. Đây, Dream Việt Nam thì em sẽ ra. Rồi, chiếc Click này đời 2009 thôi. 2009, 30Z. Ông cho con một vòng em này nha. Chắc là tầm này thì em bán ra cho anh em 9 triệu rưỡi thôi, không cao được. 9 triệu rưỡi thôi, hợp lý. Đã dọn dẹp rồi, hỗ trợ dọn dẹp luôn cho tất cả các khách hàng. Ưu điểm là được cái màu trắng nhá, màu trắng nên là nó rất là phù hợp cho rất nhiều các chị em có mốt màu trắng hoặc sở thích chọn những cái màu sắc thì màu trắng thường là đứng đầu đấy ạ. Vâng ạ. Biển thứ hai là biển em nó là 30Z1 ạ, 8706 cho các bác nhá. Thứ hai là xe dọn dẹp rồi, các chị em lấy về là sẵn đổ xăng lắp gương là chạy, gương em tặng nốt rồi, 9:30 là bao tặng gương luôn cho anh em. Đấy, xăng hơi ít nên em đề kéo dài. Hàng chế cơ. Nhược điểm là tốn xăng, nhưng ưu điểm thì thật sự là nó không hiện đại mà, thì nó không hại điện, nó không có liên quan đến hỏng FI bao giờ cả. Đấy, đề không nổ thì cho vào giận nổ đúng không ạ, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, nổ rồi, nó không có gì là cầu kỳ cả, rất là đơn giản. Hàng nó là hàng như cái xe Way ấy, nó cũng là đơn giản vậy thôi. Giá cũng hợp lý, 9 triệu rưỡi. Tối giản hết mức cho các bác ạ. Cốp thì cũng được, dòng Click này cốp nó cũng không rộng nhưng cũng không phải là quá hẹp, đủ dùng thôi, xăng đổ trong cốp mà. Đấy. Coi để được cái mũ hoặc một vài cái đơn giản. Cái áo mưa nhỏ nhỏ rồi, thì các bác có thể để được nha. Chứ còn áo mưa, đôi áo mưa to quá thì cháu nghĩ cái là đúng không? Mưa gió để chân là không bắn. Đấy, ít nhiều cái xe ga nó có cái lợi nhất định. Ngày xưa cái xe ga là xe của người có điều kiện mà đi mưa không bẩn chân, giày không ướt. Tính ra là cũng đúng thôi đúng không ạ? Nhưng mà thực ra bây giờ cũng nhiều xe số đắt hơn xe ga. Nó là một cái gì đấy đam mê sở thích mà thì nó sẽ khác. Nhưng mà tính năng tiện lợi thì em vẫn thấy những cái xe ga có cái ưu điểm nhất định. Chú Bùi Đức Trung có hỏi là nhà mình cho xem con Dream Thái 80 triệu. Con em quay lúc đầu chi tiết lắm rồi anh ạ. Quay lại, anh xem lại cho em lúc đầu đâu ạ? Cố gắng xem lại cho em cái đầu like. Hoặc là anh bảo bên online gửi ảnh chi tiết trước đấy. Chắc chắn là các bạn sẽ gửi ảnh rất chi tiết. Từ cái mã vạch luôn, nếu anh cần cung cấp chân nan luôn. Anh cần nắp bình xăng hay là đầu bò. Riêng cái đầu bò và da máy là em khẳng định xe đấy xuất sắc. Vâng. Tiếp theo đây, đúng là thể theo nguyện vọng của anh nào vừa hỏi Dream 1998. Hàng máy Zin anh em nhá, hàng máy Zin mà giá yêu thương lắm, có buổi like rồi đấy. Chú Đương Nguyễn đây ạ. Đây. Chắc là nhược điểm là do cái biển, nhưng mà thôi anh em cũng không quá cầu kỳ về biển đâu. Hàng biển sau này mình lại xử lý được ấy mà, quan trọng gì đâu. Trước mắt là mình cứ tập trung vào xe và chất lượng, còn biển sau này xử lý sau. Cho thấy hiện tại là thực ra là các khách hàng mua của xe máy Hoàng Kiên sẽ không quá bận tâm về biển 49 hay 53 gì đâu ạ. Đấy là tùy về mỗi người nhá, cháu không đánh giá đâu ạ. Biển em nó là 29H83149 cho các bác nhá. Một em Dream đời okay. 98 cho các bác. Đúng rồi, một chiếc Dream đời 98. Em đọc comment một chút, anh Tuấn Nguyễn hỏi con Way A 0900919. Way A còn đấy nhá, màu xanh, xe máy 110 em còn ạ. Anh ga Nhật Tân bao nhiêu em? Em này đọc chậm lại mất rồi nên là có SH1 không? Anh Thu, chị Thu Vân. Em vừa like SH1 rồi đấy à? Anh Nhật Tân lại hỏi bao nhiêu thì em lại chưa nhớ ra là anh hỏi xe nào rồi. Có mấy xe vừa rồi em like, anh cần xe nào anh nhắc luôn cả em cái tên xe thì... Hay là xe này? Em vào xe này nhá. Đấy. Dream Thái có lướt tỉa rồi. Đấy, nói thật với anh em, nan còn nhưng mà nó đuối. Đấy ạ, đây, nan còn nhưng mà nó đuối. Càng ngày tỉa rồi nhá anh em nhá. Nhưng mà đây, cái máy này, anh em nhấn mạnh cho em cái máy giòn sắt nhìn nó rất là đẹp luôn. Giòn biển rất là đẹp, anh em có thể cùng xem. Giòn ra máy cũng còn những máy rồi, máy xong đến ra máy luôn. Để ra máy cái đời này, đặc trưng nó sẽ là như thế này. Nó sẽ ánh kim lên. Đây, xước mài ra nó cũng chỉ có như này thôi. Không bao giờ nó bong chóc được hết. Mang cá còn gìn, tem còn nguyên của xe luôn. Đấy, lườn là có tỉa rồi, lườn là có tỉa qua rồi. Hộp xích, chân nan đầu trục, đấy nó bị đuối mấy cái điểm đấy anh em ạ. Còn lại về chất lượng thì ok, đặc biệt là cái biển, chắc là cũng rất nhiều các khách hàng đang lăn tăn về cái biển này. Nhưng mà thôi. Chủ Đương Nguyễn có hỏi là xe này có nguyên bản không đấy ạ? Máy là nguyên, còn một vài những cái em vừa chỉ như là đấy, như là cái càng trước đúng không ạ? Như cái càng trước em vừa tả đấy ạ.
các cái cao su hay là chân trống là đã vào rồi anh nhé. Để ông quay tiếp một vòng sang bên này nữa, tem vẫn còn. Quay hết còn bên này nữa. Còn bên này là đây, sợ quay nốt đấy, bên rồi. Này các bác nhá. Đây, Meyer này trục giật này vẫn còn đấy anh em này, nhưng nó bị tối, nó bị tối xuống. Không biết anh em. Đúng rồi, anh em vẫn nhìn thấy đấy ạ, nó bị thâm một chút vì nó lâu năm rồi. Và tầm tiền nó cũng phải chăng, tem thì còn nhưng nó xước vỡ. Đây. Bô để thay rồi ạ, nhưng mà vẫn là bô Goxi nha anh em nhé, không phải bô mới của xe, bô zin của xe là bô vòi cơ. Hàng bô vòi. Rồi. À khóa khác. Rồi, xe hai khóa nhá, khóa trên một khóa, khóa dưới một khóa. Rồi, đẹp mà, phải cố mở ra cho anh em nhìn được cái nắp bình xăng. Hơi két ổ khóa một chút, em sẽ báo kỹ thuật xử lý dứt điểm mấy cái lỗi xử lý khóa để cho anh em nếu có nhu cầu lấy là cũng cơ bản là đổ xăng là chạy. Rồi, giá để yêu thương thôi, 29H8-3149 1998 21.500.000, có một buổi live trực tiếp cũng là giá này. Đây anh em, cái mặt này của xe còn nhưng mà 5 tháng lâu rồi nó hơi bạc. Đấy, nhìn ánh có thể chưa nhìn thấy, vẫn nhìn được. Nó hơi nhuốm màu thời đúng gian rồi, một nó chút bạc nha bác. Các cái cùi này thì thôi, anh em phải cho họ thay rồi, đúng không ạ? Đấy. Máy còn nên là nó căng chất bô hay là càng trước hay là chân nan nó hơi tối và đã thay một vài thứ thì cũng thông cảm. Đây anh em nghe máy là thấy được đúng không? Đây. Rồi. 21.500.000 cho một chiếc Dream 1998. Đấy. Vâng, các bác nào có nhu cầu thì đón đi trực tiếp nha. Có chú Hoàng Lợi hỏi là nhà mình có S han nhập đẹp 150 không ạ? Em có một chiếc đầu máy 103, em đang bán là 105 triệu, biển em nhớ cũng ok đấy ạ. Đấy, biển cũng tươi, đang bí biển 5 số rồi, để em báo lại cái biển để cho anh em có nhu cầu chọn SH nhập có thể cân đối cái mẫu SH nhập bên em nhá. Vâng. 13288, biển là 13288 150, đăng ký 2011. Rồi. Vâng. Chú Lương Thành Đạt. Chú Lương Thành Đạt hỏi là nhà mình có Vision đẹp không ạ? Có anh ạ, em còn hai chiếc biển cá tính, sáng nay em cũng có like một chiếc biển 20 cá tính thì có anh em hỏi rồi. Thì còn biển Hà Nội, anh có thể xem lại cái đường like sáng nay, hàng rất đẹp, đặc biệt là sáng nay sếp có chỉ đạo hạ xuống cộng có đâu đó chưa đến 2 triệu, rất hợp lý. Chưa đến 36 triệu thì phải, em nhớ chính xác chiếc Vision cá tính đấy. Với cái giá đấy là rất hợp lý rồi. Anh em tùy theo xe mới nhưng phải tính cho em cả tiền biển, tiền thuế các thứ nữa nhá. Tiền đăng ký. Đấy thì mới tì thì còn bình thường những cái xe lướt chạy có mấy nghìn cây mua cũng không trừ được nhiều của khách, nên những cái giá tầm đấy nó là rẻ, rẻ so với cái người mua cả đăng ký để bán, nên anh em phải tính tất như thế thì mới ra được. Vâng ạ. Tiếp theo một chiếc Winner X bản CBS anh em nhá. Đây CBS. Vừa nãy chủ Đương Nguyên có hỏi là biển đó đổi lại được không ạ? Cái đổi được chứ anh, hàng 4 số lên 5 số về định danh anh là chuyện bình thường theo quy định của nhà nước đấy, nếu anh có nhu cầu. Nhưng nhắc lại là có nhu cầu vì nó là biển 49 thì anh có nhu cầu là đúng rồi. Còn bình thường thì chắc là cũng không mấy ai có nhu cầu đâu, đúng không ạ? Đấy thì nếu anh có nhu cầu nhá, đổi được, có mất phí, rõ ràng như thế để anh em nắm bắt được. Máy thì zin rồi, hàng đẹp, hàng zin. Chiếc này thì em khẳng định là sẽ lỗ rất là sâu. Một em Winner X dành cho các bác nào mà thích đam mê tay cô này, biển 29V3-47270 cho các bác nhá. Anh Tuấn Nguyên, rồi em chào anh nhá, anh Quốc Tuấn. Em ơi, anh ở tỉnh muốn bán con xe. Vâng, anh có thể liên hệ với số hotline đấy, gửi ảnh cho em để em xem xe rồi em cân đối, anh em có tiếng nói nhất định ạ. Con xe em vừa rồi rút hồ sơ hết bao nhiêu tiền em? Anh Tuyên Nguyễn. Rút hồ sơ thì em báo khoảng anh nhá, từ 2 đến 3 triệu trên một xe. Còn cụ thể thì anh cứ có số hotline hay anh gọi, các bạn sẽ gọi thẳng đến số bên hộ ngành rút hồ sơ và báo cho anh cả thời gian luôn để anh nắm bắt cho nó tiện. Vâng ạ. Có quay thái không em? Anh chị Diệp Lê à? Không có anh chị ạ. À? Rồi. Chú Trương Vĩnh Cường hỏi là giá Way 110 ạ. À? Way 110 là chưa đến 15 triệu em. Tại vì những cái buổi live đấy thì em sẽ nhớ được trực tiếp, còn bây giờ em chỉ nhớ được tương đối thôi. Trước đấy chắc để ra cho anh. Thôi em cứ báo anh 148 một chiếc Way 110 màu xanh 2019, biển là 00919 anh vừa hỏi em đúng không ạ? Vâng ạ. Rồi. À, chú Lê Văn Trường cũng muốn lên Dream. Vâng. Rồi, tí em sẽ lên, vẫn còn rất nhiều các mặt hàng đằng sau. Lên cho các bác. Vâng, vâng. Rồi, Winner nhá, hàng Winner X 2019, màu đỏ, xe là lốp zin cả đôi. Chạy thì có hơn 3.000 cây, đẹp như vậy mà. Nên là cái năm 2020, chính xác là em mua xe này từ cuối năm 2020 này. Rất là lâu, từ đợt Covid thì anh em biết rồi. Thời điểm bây giờ nó... em vẫn ở đây.
Thế thì mới là vẫn chưa có ai bách em về được cả. Là đau đầu các nhà chức trách rồi. 29 V3 29 V3 47270. Mua lại thì là giữa năm ngoái, lúc thời điểm mua bên em là 29 triệu, dọn mất 118.000. Mua 29 triệu rồi, dọn là thành 29 triệu 200, chưa tính công. Bán ra cho anh em mình 28 triệu, chắc là cũng sếp sẽ đồng ý thôi, khi nào khoản. Chốt cho anh em 28 triệu cho một chiếc Winner X, không tự dưng nó có giá đấy anh em nhá. Đây là lốp còn và rất là dày vì nó có hơn 3.000 cây, sơn là zin. Đấy. Trước em bên em mua rất là cao, những xe sản xuất 2019 nhưng mà đến cuối 2020 bên em đã mua, khách chạy đến năm 2023 em mua lại nên phải đỡ khách rất nhiều vì thời điểm đấy khách mua cao. Đỡ khách là mua 29, mua 29 thì thôi đành, thôi đỡ khách rồi thì đỡ xong rồi thì mình phải lỗ thôi. Em bán ra là 28 cho anh em. Cũng gần như là cắt lỗ cho các bác. Rồi. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua để trải nghiệm, anh em để ý từ cái để chân. Chủ cũng là gì là mua về rồi để đấy. Đấy, xe anh em ạ, không đi không hẳn đã có lãi đâu. Đây là trường hợp điển hình cho không đi, chạy hơn 3.000 cây, lốp trước lốp sau còn zin, tem gáy 29. Đấy. Mà rồi chủ cũng lỗ, mà đến chủ sau cũng lỗ, mà đến bản thân em bây giờ cũng lại lỗ tiếp. Đấy là đều không đi cả thôi. Câu chuyện không đi mà lại lỗ là có thật. Tiếp theo chương trình là một Future X. Đây. Một em Future X cho về các cơ bản thì sếp cũng hay tư vấn là cái dòng Future X này nói chung là cũng thật sự là anh em cao to mà lấy cái tầm tiền hợp lý thì cân đối chọn, còn bình thường sẽ cố lên một chút lấy hẳn cái đời Future đèn led đằng sau hoặc lùi về trước để lấy những cái đời Future 1, là hai lựa chọn em nghĩ là tối ưu nhất. Nhưng nó nhỏ mình không ngồi được thì mình sang cái mẫu to thì thôi sẽ cân đối sang mẫu này. Em đã chọn lựa ngon lành rồi, em cũng sẽ xuống cái giá thật hợp lý. Các cháu mình sẽ đi nhanh lên một chút nhá để có thể lên được loạt hết xe cho các bác ạ. Vâng, một em Future X em nó đến từ 18 năm định nha các bác, 18L1 ạ. 04640 cho các bác ạ. 9,6 triệu rồi. Báo cáo luôn là tháng 12/2011 xe có dọn có sơn rồi. 9,6 triệu, 9,6 triệu thì thôi cộng cho anh em mình 2 triệu, 11,6 triệu. 11,6 triệu cho một con xe cũng gọi là đi là khá là đầm tay nha các bác. Rồi. Đi nó to cũng có thể là chở nhiều người trên xe này cũng có thể được nha các bác. Được, đấy em nói rồi, ưu điểm là to, cao, đẹp, dài. Hoặc là các bác nào làm trong các cơ quan này muốn một chiếc xe đi giản dị thôi, gọi chung là phương tiện di chuyển, các bác cũng có thể lựa chọn nha. Rồi, thì lựa chọn chiếc Future rất là hợp lý. Rồi, không quên giới thiệu một mẫu The Dream, hàng của các cháu sinh viên. Nhiều khi là các cháu hay bảo là bố cháu có The Dream đi bao năm rồi, cháu bây giờ cũng thích The Dream. Nhưng mà bằng không có thì thôi đành phải sang cái đây. Hoàng Kiên em có một chiếc The Dream biển Hà Nội luôn, hàng 50cc, rất hợp lý. Biển 29AA luôn nha các bác. Vâng ạ, dòng này sẽ phù hợp với cho các bạn học sinh này. Thực ra là các bạn thích cái dáng của Dream, cho thấy là hiện tại cũng có nhiều bạn thích rồi. Cái dáng của Dream nữa. Cố gắng giai đoạn này bên em sẽ hạ giá thật thấp những cái dòng Dream 50cc dành cho các bạn nào có nhu cầu Dream hoặc các bác nào có nhu cầu chạy cái phân khúc nó hợp lý. Đi lại thì cân đối chọn sang những cái mẫu Dream 50cc này cũng được ạ. Vâng, nó đơn giản là giá nó rẻ, đi nó cũng gọi là không có bốc gì gây ra nguy hiểm gì, rất là tiện. Biển Hà Nội sẵn rồi. Vâng, mua là 7,1 triệu rồi, 7,1 triệu cộng cho anh em mình 1,4 triệu, 8,5 triệu. Đây. 8,5 triệu cho một chiếc biển Hà Nội nhá, ưu điểm là biển Hà Nội đấy. Hàng cũng là dọn dẹp ok xong xuôi đầu đấy hết rồi. Tất cả những khách hàng có nhu cầu lấy là sử dụng thôi, không cần biển phải đầu tư gì nhiều nữa. Biển của em nó là 29AA82272 cho các bác. Đời cao nhá, đời 2020 của em ấy. Đời là đời 2020, tức là xe về độ đời thì anh em yên tâm, các cái hàng này nó đều là hàng mới hết. Đấy. Chỉ có cái là nó là sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, ngắn gọn như thế để cho anh nắm bắt được. Đấy, có nhu cầu thì lấy đi lại là hợp lý. Vâng ạ. Rồi. Chú Muối Vừng muốn quay AB đi ạ. AB à? AB buổi sáng em quay rất là nhiều rồi. Đấy, buổi chiều thì bên em sẽ cố gắng còn những cái dòng SH hoặc ra nớt phía xa cũng rất nhiều để muốn dòng xem lên. Gọi là mới về nhà cháu. Rồi. Nhà cháu sẽ liên tục. Anh Nguyễn Duy Anh có được Dream 20 triệu không? Có anh ạ. Dream Thái sáng em like cũng có chị lấy rồi. Em còn 2 chiếc tầm phân khúc giá dưới 20 luôn và hơn 20 một chút như chiếc Dream Việt máy Thái vừa rồi. Rồi, tiếp theo sẽ mời anh em lên xem mua trực tiếp một chiếc SH nhá. Tiếp giám đốc sẽ vào để giao lưu cùng tất cả các anh em. Đây anh em chào anh em nhá. Đây. Thôi em ngại. Chào anh em nhá. Có gì nói đây?
hướng ngoại đâu. Thôi rồi, lên đây để anh em hỏi giá ra. Lên đây hỏi giá. Xe chính chủ tên em à? Vâng. Ừ. Em có thể chào các anh như này đi. Vâng, em xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào các xem kia đâu. Em à, ừ. Em mua xe ở đây một lần rồi mà. Ừ. Em mua một cái xe ở đây một lần rồi đi mà hôm nay bán cái xe ở đây mà. Ừ. Em giới thiệu em tên gì? Em là Đức Anh. Đức Anh ở em đâu em? Em muốn bán chiếc xe SH này. Ừ. Mua lâu chưa Đức Anh? Em mua cuối 2018 này. Em mua mới đi. Vâng. Chiếc chính chủ cho Đức Anh. Ừ. Bỏ khẩu trang cho nó thoải mái. Ôi em ngại lắm, mới còn ngu mã này khẩu trang này. Đảm bảo. Để cho cái xe nào rẻ rẻ, chị không tìm thấy cái xe nào cả. Đức Anh nãy đang nói chuyện với chị Thoa là bán một con chiếc xe SH 2018. Để cho anh bao tiền đấy? Em để anh 58 triệu ấy. Về dán ni lông màu đen. Vâng, xe màu đen ạ. Liệu anh gọi là... Giả thêm cho em tí nữa. Anh bảo... Được cái em nó vui tính nhỉ. Ý anh đang bảo thôi lùi cho anh 1 triệu cho các anh thế này. Thôi anh, đồng giá này này. Em thì ra em tham khảo mãi rồi, giá này đến chỗ anh mua xe của anh một lần rồi thì mới... Em nó tham bán bán thuyền cho nhiều nơi rồi. Người giá cao nhất là năm mấy? 59 triệu nhưng mà em thích anh, em đến em bán anh 58 triệu. À, vâng. Giá 59 triệu? Vâng. À, thật à? Thôi lấy anh 57 triệu. Thôi anh. Đây, em mua bán nhanh mà. Tên nước anh. Thật, em mua bán rất là nhanh. Chị bảo là bấy nhiêu tiền này, thì là em bảo là chốt cho chị luôn, bán cho chị luôn không. Lỗ ít quá, ngày đấy mua hơn 70 giờ. Đâu à? Hơn 70 à? Này giờ 72 triệu con này, 72 triệu thì vâng. Cứt từ năm 2018 này. 6 năm rồi, ông dã tôi mẹ 58 triệu, mẹ 60 triệu. Ngày trước nó cãi em mãi bán mua hòa tiền em không bán đâu. Bây giờ thôi bán lỗ. Mua 72 triệu đi 6 năm rồi, ông dã cho mẹ lỗ 12 triệu. Em thắt ai cũng chả chơi được. Thôi xe này chính chủ em, thực ra chuẩn là em thay đúng một cái lốp đằng sau nó bị thủng nhiều quá. Thì em thay còn chưa thay gì anh cứ kiểm tra cái thứ. Tôi lùi cho anh 5 mồi cho nó thoải mái, anh em trên sóng. Dạ. 75. Không. 575. Em 575. Em chốt cho chị rồi. Em chốt cho chị rồi. Anh chồng đỗ bán. Chốt cho chị đầu tiên mà có khi là em nhanh chóng hay không em còn phải mà cả lên cả hạn thêm 500 một triệu nữa. Lần đầu tiên em bảo chị là 60. Đó. 60 thì chị bảo 58. Nó vào không hết cửa. Thôi từ cho em mượn cái này thì có 2 chìa khóa nhá. Cái này chắc là không biết là còn hết pin gì vậy. Đấy tí cầm 2 cái. Thế tổng nhất là có lùi không? Thôi, chốt 58 triệu. Tất cả vào khắp cái rồi anh em ạ, không cựa nào được, chết chưa. Đấy ra giao lưu, Đức Anh đúng không? Vâng. Ừ. Về sau này khách hàng anh có mất đăng ký hoặc là em có nhu cầu khách hàng sang tên rồi là đổi biển rồi làm định danh thì em hỗ trợ bên anh. Vâng. Ok, cảm ơn vâng. Anh nhé. Vâng. Tên em ấy, vâng. Đức Anh chào anh em trên này. Vâng, em xin chào tất cả mọi người nhé. Ở đây giấy tờ đây chị đưa. Đấy giấy tờ tên Đức Anh này đâu, chứng minh thư của em đâu, em cho xem nhé. Chứng minh thư kìa. Đây là đây chứng minh thư. Đây chứng minh thư đây Đức Anh này. Anh em đây. Nào thích sang tên này sang tên nhá. Đây thực tế mua này bằng những cái video này để sau này để bằng chứng để sau này có vấn đề gì đây Đức Anh. Cùng Đức Anh. Nông Nương Tu Ba Vì ạ. Phú Sơn Ba Vì Hà Nội. Đấy. Mua từ mới nhá. Đầu tiên đây tháng 10 đăng ký 25 tháng 10 năm 2018 này. Ai có nhu cầu đấy xe tên em nó Đức Anh ấy. Em bỏ mẹ khẩu trang nữa nhanh như vậy. Lắm. Rồi ok, vào viết bán. Em chào anh em như này đi. À đấy. Ok. Ở đây anh em quay vòng đây. Ông quay vòng một chiếc xe SH 2018 máy vẫn ổn đấy giờ. 58 triệu giá mua vào của em Đức Anh chính chủ tên em nó đến từ gọi là một trong những lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội đấy nhá. Em nó một trong những núi Ba Vì nó tản viên này. Nó là lá phổi xanh của Hà Nội. Hơn 3 vạn nhá. Được cái máy chất lắm, không tiếng động này. Máy nó là khôi rồi lượng ơi. Con này là màu đen đây nhá, dành cho anh em mệnh hỏa, mệnh thổ, mệnh thủy, mệnh mộc nha anh em nhá. Đâu, con xe này bóc ni lông nó dán màu xi măng đấy, đẹp lắm. Đây. Cộng với anh em 3 triệu nhá. Câu chuyện ấy, câu chuyện kinh doanh anh em cũng đừng tính toán làm gì. Nói thật mình là người đưa đò thôi. Rất là nhiều quân quyền rất đông, 40 nhân sự đang đằng sau nhà mình.
2018 125 CBS, lốp còn zin theo xe, xe chạy 30,000 cây. Xe này cộng mua 58 cộng 3 triệu nếu anh em có nhu cầu dọn. Công của anh em bên nhà mình sẽ mất 500.000 tiền công, bóc hết đi lông ra nhá. Nếu mà làm đẹp từ đầu đến cuối thêm 1 triệu nữa là như cửa hàng đặt ra, rất đẹp. Ok, lại nhường sân cho anh Thiệp với cháu Huệ lại tiếp tục chương trình nhá. Dạ vâng ạ, cháu xin phép đọc lại biển của em SH này nha. 29V1 ạ, 56642 cho các bác nhá. Chú Đặng Văn Quyền có comment là tối hôm qua mình gọi vào số hotline, sáng nay một số lạ gọi mình tự xưng là Hoàng Tuấn bên xe máy Hoàng Kiên. Ok, vâng anh ạ, anh Hoàng Tuấn cũng là nhân viên bên xe máy Hoàng Kiên bên em. Đấy thì em cũng trao đổi cái quy trình một số các khách hàng khi liên hệ với hotline, là sau đấy hotline sẽ gửi số và một số các bạn bán hàng trong đội bán hàng sẽ liên hệ để chăm sóc trực tiếp với tất cả những anh em có nhu cầu mua hoặc bán. Đây cũng sẽ giới thiệu luôn anh Hoàng Tuấn hôm qua gọi cho anh Quyền. Thì đây em mời anh Hoàng Tuấn cũng lên cùng giao lưu với tất cả những anh em ở trên live. Nhân viên là đeo thẻ nhá. Đây. Đây, nhân viên nhà cháu có đeo thẻ đây các bác. Đúng rồi. Đấy. Chào nhá. Anh Hoàng Tuấn, em là đồng nghiệp. Đấy còn sau cùng có những chị như Hoàng Thoa, tất cả đều theo thẻ. Đấy. Bạn Hoa và bạn Việt đều có đeo thẻ tên hết. Đấy, tất cả những anh em có thể đến gặp thì trực tiếp đeo thẻ tên. Còn gọi điện thì nếu anh em mà chưa thì cũng cần hỏi tên tuổi đầy đủ cụ thể để trao đổi làm sao nó chuẩn. Đúng không ạ? Cái đấy cũng là một cái rất là cẩn thận thôi. Để tiếp theo chương trình nhá, em và Huệ sẽ tiếp tục để không cũng là muộn để sợ anh em sẽ là không nhìn ra, nó tối quá lại không nhìn hết được. Chiếc Future 1 2004, hàng có dọn dẹp rồi, xe nó cũng gọi là đơn giản thôi. Nhập vào là 11 triệu rồi, cộng cho anh em mình 1.8 triệu chiếc này thôi, không cộng cao được rồi, 1.8 triệu thôi. Rồi, ra máy là có tỉa rồi, nhưng được cái sơn nhựa và tem là còn, nhưng nó cũng có cái màu của thời gian rồi các anh em nhé. Một tích chân đầu trục, cũng xem buổi tối nhìn cũng sẽ hơi khó. Đúng rồi, 29T3. 29T3 nha các bác, 3240 ạ. Chuẩn đời, chuẩn biển rồi anh em nhé, 204 biển T. Hàng Future 1, rất nhiều các cái bác tầm trung tuổi sẽ đam mê là thích những cái mẫu Future này. Đấy, nó cũng có cái hay nhất định, vừa là cổ điện, điển. Nhưng mà ưu điểm của những vòng Future 1 thì các bác, các chú đã đi trước thì cũng đã cho lại là thấy là nó sẽ chạy rất là chắc xe, chắc máy. Để lâu nó có thể xe đi lâu ấy. Nhược điểm là cái đồ nhựa nó có long sọc, thì nếu anh em có nhu cầu sử dụng nên bảo dưỡng lại cái hệ nhựa cho em. Còn lại về máy của Future nó là gốc của máy Thái nên là chạy rất là chắc anh em nhé. Để các bác đi trước để lại cái nhận xét như thế, nên là em cũng truyền lại để anh em có nhu cầu chọn Future 1 thì cân đối. Các bác nào có nhu cầu đi ăn đi làm. Rồi, 12.800.000 cũng là giá rất hợp với rồi đúng không ạ? Rồi. Giá tình thương mến thương cho các bác đây ạ. Vâng. Một chiếc SH 2016, 2016 biển tươi, độ lên đèn LED. Đấy, được cái chủ đầu tư. Còn khóa smart key là nguyên bản nhưng mà chủ độ lên đèn LED nhá, rất là cái đáng quý. Đấy, nhìn em. Pha đầy đủ hết. Đấy ạ. Đấy, có cái đèn LED này nó cũng có cái gì đấy nó rất là hay. Ăn gian lên đời 2019. Rồi, 2017 đúng rồi. Nhưng mà giá thì vẫn ở nguyên đấy thôi. Lốp còn ạ, 2016 lốp còn. Anh em có thể kiểm tra sau vì em kiểm tra rồi. Còn lên sport, đây là cái sơn lại anh em này, không phải zin nhưng mà nó sơn đen. Đấy, lên sport là lên đen như này. Đây còn màu xanh này, một mớt lên màu đen này rất là hợp lý. Rồi. Biển đẹp. Em nó là 29 Ba Đình nha các bác. Rồi. 29B1 ạ, 66000 nha các bác. Rồi. Khá là tươi nha. Máy 125, biển mà có thêm 6 thì lại thành nhiều 6, mà thêm 0 thì lại thành nhiều 0, chả thêm cái nào. Mỗi cái chia một nửa. 47.500.000 dọn xong. 47.800.000 bao dọn luôn cho tất cả các anh em mình. Đây anh em có thể kiểm tra từ các phím này. Đấy, 47.800.000 cho một chiếc SH 125 2016, hàng là máy zin. Đấy. Sơn có tỉa. Lên sport hai khóa, độ thêm đèn LED. Đấy là để anh em có nhu cầu chọn cái tầm phân khúc dưới 50 triệu một mẫu SH biển Hà Nội thì cân đối cho em dòng SH 2016 vẫn có những cái giá trị nhất định rồi, đúng không ạ? Hơn 40 triệu, 47.800.000. Rồi. Vâng, vẫn tiếp tục phục vụ cho các bác thêm một Future 1. Chính xác là nhà em còn thêm 5 chiếc Future 1 trong nhà cơ. Đấy, hôm nay ra 2 chiếc, sáng em cũng đã ra 1 chiếc rồi. Anh em có nhu cầu thì cái phân khúc giá dưới 15 triệu là bên em Future 1 vẫn luôn phục vụ tất cả các anh em. Biển của em nó là 2908 ạ, 0986 cho các bác nhá. Một dòng xe cũng gọi là hơi quan chức một tí. Rồi. Mua là 11 triệu rồi, cộng cho anh em mình 1.8 triệu tiếp. Hai chiếc em đều cộng 1.8 triệu để cân đối thôi. Hàng này là hàng sinh nhan vàng.
1998-99. Trước là sinh nhan trắng 2004. Chiếc này thì có đăng ký lại, có thay lốp, có gọi là cũng đã sơn tỉa lại nhựa một chút rồi. Hai bên yếm này có tỉa rồi anh em nhá. Hai tỉa. Đấy, tỉa hai bên yếm và hai bên lườn rồi. Về nhựa đấy ạ. Về nhựa là có sơn tỉa. Ra máy thì nâu gam rồi. Nó cũng là những chiếc đi ăn đi làm. Nếu các bác có đam mê về Future 1 chạy đi lại thì cân đối hai mẫu xe giúp em. Đều giá 12.800.000. Chiếc này được cái biển đẹp. Cơ quan văn phòng đều được. Nó mang một cái tính chất nào đó, nó vẫn giản dị ạ. Nó không quá cao sang. Sinh nhan vàng nhá. Hơn chiếc vừa rồi là sinh nhan trắng. Đấy, mỗi anh em một sở thích. Đầu máy ET bản sinh nhan vàng 99-2000, rất hợp lý. Vâng. Lên đây rồi. 2017. Khóa smart key. Vấn đề nó là mở cái hay là khóa smart key. Lúc đầu em có like một chiếc màu đỏ giá là 18 triệu, nhưng mà khóa chìa. Chiếc này em bán cũng 18 triệu nhưng khóa smart key. Anh em có thể lựa chọn hai mẫu. Chiếc này chạy chuẩn 16,000 km, hai lốp còn zin. Em mua chính chủ. Đấy, anh em có thể lựa hai gương đầy đủ. Nhưng là màu cánh sen phải là những chị em Girl á, Girl Edition, anh em có thể kiểm tra. Đúng không ạ? Girl Edition nha các bạn. Cá tính cho nữ, đúng không ạ? Một màu hường cũng gọi là màu cánh sen điệu đà đây ạ. Biển của em nó là 29D212042 cho các bác nhá. Các bác nam có thể mua về tặng vợ, tặng mẹ nha. Đó. Với giá tiền vừa phải. Tháng 9 2017. Vâng, hồng đen, đăng ký hồng đen rất là có cái gì đấy nó rất là đặc trưng, đúng không? Các chị em phụ nữ đi thì rất là hợp lý. Không, cháu đọc trên đăng ký, còn thường là học màu này cháu nắm bắt là màu cánh sen rồi. Đấy, đúng rồi. Vâng ạ. Sổ vào anh. Đăng ký nó sẽ đơn giản. Hai lốp còn zin, hai gương nguyên bản, khóa zin. Em mua chiếc này trực tiếp từ chủ nên là em nắm bắt rất rõ. Dọn dẹp xong có chỉnh qua cái bơm xăng. Chính xác chiếc này là có xử lý qua cái bơm xăng một chút. Đấy. Nên là nó có phát sinh thêm tiền dọn mấy trăm. Chốt với anh em là 18 triệu. Giúp bao dọn xong rồi. Đấy, hàng tháng 9 2017, xe rất là đẹp luôn. Rồi, và để vào cuối chương trình thì là có một chiếc LX. Vespa LX đỏ này, nằm trong danh sách đỏ nhà em luôn. Đấy, không báo cáo anh em. Xe 3V đỏ, nhưng đúng là nằm trong danh sách hàng đỏ. Đấy, em xem thời điểm xe mua. Xe này là không dành cho người trầm tính nha các bác. Hoặc là các bác trầm tính cũng có thể mua được nếu các bác thích nổi bật. Đăng ký thì sản xuất ở 15, đăng ký 2016 cơ. Đấy, được cái đời cao nên là anh em cũng cố mua vào giá không rẻ. Thời điểm mua thì là đầu năm 2023 vừa rồi. Bên em mua là 12 triệu. Bây giờ thì cộng cho anh em mình 2 triệu. 14 triệu, em có 2 chiếc, chiếc màu trắng biển 20 và chiếc màu đỏ biển 99, đều giá 14 triệu cho 2 chiếc LX 2015. Vâng ạ, em nói đến từ 99 Bắc Ninh nha các bác, 99G1 ạ, 16709 cho các bác nha. Đấy. Các bác rất nhiều màu để cho tất cả các chị em lựa chọn. Đỏ thì cũng 14 triệu, hàng 2015. Mà trắng thì cũng 14 triệu, 2015. Đều là những chiếc đã dọn dẹp ngon lành hết lên rồi. Nhà cháu gần như là đầy đủ bảng màu cho các đấy. Bác ạ. Đây. Cố gắng là cập nhật đa dạng để phục vụ tất cả những anh em có nhu cầu và các chị em có nhu cầu. Chú Sang Nguyễn ơi, nhà cháu là có địa chỉ tại 52 Chùa Hà, Quan Hoa, Cầu Giấy nha các bác. Từ biển hiệu, từ địa chỉ, anh em có thể xem. À, vâng, nhà cháu có tổng cộng là 3 nhà để xe, 52, 62 và 64 ạ. Rồi, anh Diệp Lê có hỏi giao hàng sao vậy em? Em ship tất cả các tỉnh. Phí ship là bên phía khách hàng hỗ trợ chịu đấy, ngắn gọn như vậy. Vâng, thì các anh có nhu cầu có thể đặt xe đặt cọc, sau đấy bên em liên hệ với có một bạn đấy trong nằm trong đội bán hàng, em sẽ liên hệ với các cái quy trình ship và thủ tục ship để ship xe đấy tận nơi cho khách hàng. Rồi, anh chị Nguyễn Thủy có xe lít 2023 không Hoàng Kiên? Xe lít thì em đang có 2020 thôi, mẫu 2023 là hiện tại đang hết. Vâng, có hàng ấy ạ. Vẫn sẽ cố gắng mua đều nha các bác. Rồi, thêm một chiếc Silos bản kỷ niệm 20 năm, 20 năm đấy, bản kỷ niệm 20 năm, bản đặc biệt, bản bạc sần, biển Hà Nội, vành đúc vành đĩa giờ xe. Em cũng đã từng like chiếc này rồi, giá cũng yêu thương cơ, giá cũng yêu thương. Silos máy zin rồi, màu bạc sần cho các bác ạ. Biển em nó là 29U137805 cho các bác nha. Rồi, 14.600.000 thôi, 2019 giấc này em bán 14.600.000, giá rất là yêu thương. Xe rất đẹp mà có hơn 14 triệu các anh em ạ. Đây là một chiếc biển Hà Nội bản đặc biệt mà lại vành đúc phanh đĩa, máy zin, ông quay kỹ lại cái đầu bò cho con, mà giá yêu thương 14.600.000. Xem nó nổ đấy ạ, vẫn thì thầm mùa xuân nha các bác. Rồi, rất hợp lý cho anh em có nhu cầu chọn những cái mẫu xe số mà chạy bốc. Đó. Anh
Nam Định có AB 2021-22 không? Có, anh Phạm Tuấn, Future 2022. Em còn 2020-21 anh Phạm Tuấn nhá. Cao Sơn Sơn nhà mình còn sim anh điện nào Thanh không ạ? Anh Thao Phụng, xe cũ à các em? Vâng ạ. Anh Phan Tiến Đạt có Future GT không ạ? Gửi cho mình xin số để liên hệ xe lít 2020. Vâng, chị gọi vào số hotline đi chị Thủy. À, sorry các anh em, nhân nãy bên em ẩn comment một lúc sau mới hiện ra được nhiều nên là em chưa nhìn đọc một số comment, thì nếu còn sót của ai thì thông cảm giúp em. Lúc sau em mới thấy nó hiện lại, lượt ra hỏi không chào nhắn tin trực tiếp lại với fanpage chúng ta nha. Đó. Chú Cao Xuân Sơn hỏi là nhà mình có gym Việt không ạ? Gym Việt ạ, còn rất nhiều ạ. Anh Phạm Tuấn quay anh xem con Future. Future màu đỏ đèn led vành nan anh nhá, giá 20.5. Sản xuất ở cuối 2019, em vẫn nhớ chiếc đấy rất là đẹp. Biển Hà Nội, biển tỉnh thì là 18 triệu, cũng 2019, đều đẹp hết, đều đèn led vành nan màu đỏ. Bạn Bùi Phong hỏi là có xe côn không ạ? Dạ nhà cháu có, nhà em có những xe Exciter này, Winner hoặc là những dòng xe Nam, một vài dòng xe Nam ạ. Nếu các bạn có nhu cầu các bạn có thể nhắn tin trực tiếp nha. Anh Phạm Tiến Đạt, The Gym à, The Gym thì em like rất nhiều rồi đấy anh Đạt. Anh chị Linh Thế, Silos giá là 14.600.000, 14.600.000 một chiếc Silos 2019, hàng đẹp, hàng 2020 chứ. Vâng, Silos 2020 đấy anh em ạ. Rồi, 2019, rồi em nhập Silos 2019 đây. Ông có thể quay cả cái năm sản xuất để cho anh em xem. Cũng không nhớ được mày nói chuyện. Anh em nhé, sản xuất ở 2019 đây, chuẩn 2019 đấy. Rồi, có cái tem bạc đây anh em đi kiểm tra. 2019 cho một chiếc Silos, vành đúc vành đĩa. Con thấy vâng, đây là 2018 sẽ đăng ký 2019 rồi. Đấy các bác ạ. Giá là 18 là 14.600.000 nhá, hàng Silos. Ok, bên comment đỏ là chắc cũng hòm hòm rồi. Còn rồi bên ạ, comment xanh. Đây vâng, cháu trả lời hết cho các vâng, bác rồi. Thế thì hai bác cháu cảm ơn tất cả các anh em, các chị em đã có nhu cầu xem và ủng hộ bên xe máy Hoàng Kiên. Mong các anh em có nhu cầu có thể trao đổi, giao lưu với bên xe máy Hoàng Kiên ủng hộ bên em. Vâng okay. À, nếu chúng nếu cháu và bác Hiệp livestream còn có thiếu sót gì mong là các bác sẽ hoan hỉ và vâng, comment để giúp cháu với cả bác Hiệp sẽ rút okay, kinh nghiệm ạ. Vâng. Vâng. Xin cảm ơn. Chào tất cả mọi người. Chào các cô.